Chào mừng bạn đến channel Trải Nghiệm Game. Thời đại xạ thủ là mùa lên ngôi của các xạ thủ. Việc hiện nay đi đâu đều gặp xạ thủ, có trận đen nhất còn gặp tận 2 xạ thủ là điều không có điều gì lạ ở nhiều bậc xếp hạng. Điều đó là minh chứng cho việc các kiến tướng của chúng ta đang mang thời kỳ toàn thịnh của các xạ thủ trở lại với mùa năm. Vậy trong mùa năm này, đâu mới là các xạ thủ tốt nhất để đeo đanh và sử dụng lợi thế metagame xạ thủ để mang tới cho bạn và đồng đội giành các chiến thắng? Ngay bây giờ cùng tìm hiểu Top 5 tướng xạ thủ mùa năm đeo đanh siêu mạnh. Nào, bắt đầu. Top 5 Van Helsing. Các bạn có phấn khích khi thánh Van của chúng ta xuất hiện tại top các vị tướng này. Van là vị tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản này rất nhiều, và có thể nói hắn ta cùng Vio được hưởng lợi nhiều nhất tại mùa năm. Từ việc được tăng sức mạnh rồi tới các trang bị đều được tăng, mà hoàn toàn đó là các trang bị được thánh Van yêu thích. Rất nhiều bạn đang rất mặc cảm với Van Helsing, nhưng thực ra đây là một vị tướng mạnh, hoàn toàn đó là sự thật. Nhưng chính vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng đa phần là do người chơi mà thôi, nên S chỉ khuyên các bạn nên vận dụng Van Helsing dưới rank bạch kim. Ở khoảng bậc rank này, các bạn có thể không cần mua một vị tướng nào khác, chỉ cần Van Helsing là đủ. Và bạn có thể tự tin và tin chắc rằng chỉ cần chơi thuần thục vị tướng này, bạn hoàn toàn có thể làm chủ hắn ta. Lối trang bị lên của Van nên có sự kết hợp đặc sắc để có hiệu quả cao. Đó là lối vật lý, vừa phép, hoặc là lối trang bị thiên hướng chống chịu và hồi phục. Chống chịu ở đây không phải là mấy món giáp thống khổ kia đâu nhé. Các trang bị trong công có thủ. Và đương nhiên, để giảm nhẹ chi phí ở các bậc rank không quá khó, mà nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến sự hên xui. Tại sao? Vì ở dưới rank bạch kim thì chỉ cần team không có AFK thì cơ hội chiến thắng gần như là 70% rồi. Với bậc rank này nên cố gắng để trụ thật nhiều, thật nhanh, không nên bị lún sâu quá vào các cuộc giao tranh không hồi kết. Và đương nhiên, sau khi anh em vận dụng Van một cách tối ưu và giành nhiều chiến thắng thì chúng ta cứ thế mà chơi. Quan trọng người chơi là ai, chứ vị tướng nào chẳng có điểm yếu, điểm mạnh riêng. Còn nếu chẳng may gặp AFK hay thất bại thì không việc gì phải cay cú, có thắng có thua là chuyện bình thường. Nếu còn đánh kém thì đánh nhiều khác lên. Các bạn chỉ cần nhớ một câu thôi, các bạn không phải là các tuyển thủ chuyên nghiệp, và chơi game không phải nghề của các bạn còn phải học, còn phải làm. Mà đây, game Liên Quân chỉ là nơi giải trí cho các bạn mà thôi. Lưu ý, giải trí kiểu nghiêm túc, không choi, không AFK, không đổ thừa nhé. Top 4 Theo Anat. Hiện nay xạ thủ nào được thuộc dạng rất mong chờ của các kiện tướng? Đương nhiên rồi, liếc mắt cái lại biết ngay cô nàng xạ thủ gợi cảm nhất An Đức Violet về ngoại hình. Đó là vị tướng xạ thủ được nhiều cô nàng kiện tướng săn đón nhất. Và hiện nay rầm rộ phong trào kiểu cứ đến ngày gì liên quan đến con gái là y như rằng đầy đủ các status kiểu thả thính, như là nếu mình mà có Theo Nát gánh tim tốt phải biết thì các anh chàng nào đang muốn cưa đổ cô gái thích Liên Quân ra sao thì biết rồi đó. Trở lại với Theo Nát, cô nàng này chính là xạ thủ có tầm tay thuộc dạng dài đủ dùng và rất khó chịu ở cuối game. Chính vì thời đại xạ thủ mà hiện nay khiến biết bao các vị tướng cận chiến to xác rất đau đầu, nhất là các tướng thiếu cơ động kiểu chưa tiếp cận được thì bị bắn sấp mặt, nên tầm đánh chính là ưu thế của Theo Nát. Đảm bảo cô nàng được bắn và bắn ở vị trí an toàn, tránh xa các vị tướng nguy hiểm. Nhưng chính nguyên nhân do thiếu cơ động cùng máu giấy chẳng khác áp sát là cơ hội lên bảng gần như chắc suất, nên rất cần các trợ thủ tối ưu để bảo kê, là vị tướng xạ thủ cần và chắc chắn mong muốn bản thân được chăm sóc từ đồng đội. Đó là điều kiện bắt buộc, nên ở các bậc rank thấp, thực ra với giá của cô nàng này khá là giáp thì anh em không nên vận dụng, chỉ nên dùng Van Helsing tốt hơn. Và nên chơi vị tướng này ở các bậc bạch kim trở lên, ở đó chắc chắn có trợ thủ phụ giúp bạn. Mặc dù có cho bản thân 3 khả năng khống chế đủ dùng, nhưng nếu gặp các tướng cơ động như Zuka rồi Iri thì thôi rồi. Hai tên này vừa trâu nếu lên các món chống chịu, ấy vậy sát thương thì lớn, gặp tốt nhất là chạy là thực sách. Đang nói về ngang đồ nhé, không mấy ông lại phi vào làm câu em cầm teo gặp Zuka với Iri là bắn bọn nó mất dép. Xét tổng quan, đây là vị tướng tầm bắn tốt trong giao tranh, vô cùng mạnh, khả năng cấu rỉa khá tốt nếu gặp đội hình ít khống chế. Yếu điểm có thể bốc hơi nhanh chóng nếu bị tiếp cận. Là một tướng late game nên chơi và mua. Chắc chắn cô nàng này là một xạ thủ có thể cân tim và tối ưu. Top 3 Joker. Anh chàng Joker này có điểm sáng hơn cô nàng Theo Nát rất là nhiều. Đó là điều gì? Chắc chắn đó là khả năng tự vệ, tránh khỏi các sát thủ và tướng áp sát. Nhưng điểm yếu chí mạng của Joker là gì? Anh em có biết, nói luôn. Đó là cực kỳ sợ các tướng khống chế kiểu Batman. Đừng để bị tiếp cận, nếu không khó lòng mà chạy thoát. Ngoài ra còn có các vị tướng khống chế mạnh khác có thể khiến Joker bị phế toàn tập. Và khi gặp các tướng chơi sát thương phép hay sát thương chuẩn thì xem ra anh chàng xạ thủ chúng ta khá phải e dè. Nhưng tướng nào phải có mạnh, cái này yếu cái kia, quá hoàn hảo thì đó không phải là một liên quân. Và chúng ta xóa sạch và quên đi mấy yếu điểm này, chúng ta nói về điểm mạnh của anh ta. Joker luôn là vị tướng được S thích và chơi vì nó chơi đơn giản, vì hắn ta cấu rỉa tốt từ đùa sốc, chính là chiêu thức cấu rỉa chủ lực kèm khả năng tấn công con mồi trong trụ, ép giao tranh, dọn lính nhanh, là một xạ thủ không quá mạnh từ đòn đánh tay, nên Joker luôn coi trọng bộ chiêu thức của hắn ta. Đó chính là con bài giúp hắn ta trở nên mạnh và có thể dứt điểm con mồi đơn giản. Đó là chiêu thức nội tại và chiêu cuối bom cười cực kỳ đáng sợ, có thể khiến một vài vị tướng bốc hơi đơn giản. Việc đứng trước Tèo Anat đương nhiên là vì Joker solo đường đơn được, tức là hắn ta không cần quá nhiều người bảo kê và có thể tự lực cánh sinh, có thể để trợ thủ đi rôm đường cùng người đi rừng thoải mái. Đó chính là ưu thế mà Joker khác xa với các tướng khác. Chính vì đặc điểm này mà Joker luôn được các tuyển thủ lựa chọn trong một vài đội hình thích hợp, là một tướng late game có thể gánh được đội, mặc dù trong giao tranh chỉ có thể cấu rỉa từ xa và xả chiêu thức kết thúc con mồi, nhưng bằng đó là đủ để Joker hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Tin chắc với cái giá hơi chát một chút, nhưng điều mà vị tướng này làm được luôn khiến chúng ta ấn tượng. Chắc chắn giá nào của đấy, nếu bạn không tin cứ chơi rồi biết. Top 2 SLIM. Xạ thủ nào là một con bài hot nhất hiện nay? Chắc chắn đó là SLIM. Tại sao không phải là Bio? Vì đơn giản SLIM phổ biến ở mọi bậc rank, còn Vio ở trên kim cương là chắc suất nghỉ ngơi. Vậy điều gì khiến SLIM thỏ tài phiệt tinh rank có tiếng được mến mộ hiện nay? Chắc chắn đó là liên quan đến lượt tăng sức mạnh của mùa năm. Đó là SLIM hiện tại có chiêu lao cơ khí siêu hiệu quả, sát thương vừa lớn lại cực kỳ mạnh trong khoảng khống chế, cùng vấn đề tăng tốc độ chạy tối đa 60%, giúp SLIM tiếp cận các đối tượng bị trúng chiêu thức nhanh, gọn và đơn giản. Không chỉ vậy, nhờ lượng sát thương chuẩn tạo ra từ lao cơ khí còn giúp SLIM dọn dẹp quái rừng đơn giản, và biết đâu được còn KS mục tiêu không phải dạng vừa. Chưa hết, điều quan trọng hơn, lao cơ khí trúng địch giúp SLIM có thêm tối đa 50% tốc độ đánh. Đó mới là điều quan trọng. SLIM tối ưu cho thời đại xạ thủ, từ chiêu thức đến trang bị hiện nay. Việc gặp SLIM cầm trừng trị, một là đi rừng, hai là đi đường, không hề xa lạ. Nhưng là một xạ thủ, mặc dù có độ cơ động cùng khống chế từ bộ chiêu thức, nhưng SLIM không quá ghê tại đầu game, tâm đánh không được như Theo Nát hay Van Helsing, nên chắc suất cần một người trợ thủ đi kèm để bảo kê, đảm bảo cho SLIM được chơi. Chắc chắn trong một năm này, việc bạn bỏ 18.888 vàng ra mua SLIM là hoàn toàn xứng đáng, và đây là vị tướng tối ưu cho cuối game. Thực chất về cuối game, SLIM và Theo Nát là hai trường phái khác nhau. Theo thì có lợi thế đánh xa nên cực bá, SLIM thì cần tiếp cận đôi chút. Nhưng khi lựa chọn xạ thủ, anh em cần xem thật cẩn thận ưu và nhược của hai vị tướng này, vì nếu anh em không nạp quân huy mua tướng thì lượng vàng bỏ ra không phải ít. Đây đều là hai vị tướng có giá cả không phải hạt rẻ. SLIM mạnh ở lao cơ khí, và cuối game thì nếu bắt lẻ cứ một lao chúng là chắc suất một mạng, nên khi chơi cần luyện tập khả năng phi lao thật tốt, tránh việc không vận dụng được tối đa sức mạnh của siêu xạ thủ mới nổi này. Top 1 Violet. Số 1 Violet thì chắc kiện tướng nào đều không thể bác bỏ được, và kể cả dù Moreno ra mắt thì khả năng vận dụng của Vio là điều không thể phủ nhận. Nhưng thật may, dù Violet mạnh nhưng lại không thể vượt qua được các xạ thủ khác, vì chắc chắn trong tiềm thức của tất cả anh em luôn là vào rank cứ cấm chọn là cấm ngay Vio, trừ khi đội bạn muốn chơi Vio và bạn là người đầu tiên có quyền pick thì hoàn toàn có thể để hở và dành riêng cho bản thân vị tướng này, nhưng cơ hội nhỏ nhoi lắm. Vì thế, Ed khuyên thật lòng anh em nên luyện SLIM, Theo Nát hoặc Joker thì tốt hơn, vì nếu cứ one chap, tức là chỉ chơi một vị tướng duy nhất, thì cơ hội khiến bạn tức tưởi chính là đây. Bạn chơi cấm chọn, nhất định con bài yêu thích của bạn có dám chắc có cơ hội để chơi. Phiên bản trước thì Vio bị cấm nhiều nhưng chưa khắc nghiệt như hiện nay. Sức mạnh của Vio chắc anh em đều hiểu, cấu rỉa và bắn các pha đạn siêu mạnh của bản thân từ chiêu thức đạn xuyên phá, luôn được anh em ví đó là khẩu súng phóng lựu của Liên Quân. Có Vio trong đội hình, tức là đội bạn có một tướng late game an toàn, mạnh và có thể lật kèo trong giao tranh vô cùng tốt, phá trụ nhanh và mạnh, tâm đánh thuộc dạng top Liên Quân. Gần như mọi thứ tốt đẹp đều hướng tới Vio trong phiên bản này, từ trang bị A đến Z. nhưng bạn có thể yên tâm, Vio dù mạnh nhưng đều có cách khắc chế, và chỉ cần có một dàn chắn mạnh thì dù là xạ thủ nào, khỏe ra sao đều rất khó bắn, mà mục tiêu bắn chỉ là các trợ thủ và tướng chúng chịu siêu trâu mà thôi. Vậy nên, dù là thời đại xạ thủ thì anh em xạ thủ đừng quá ỷ bản thân mạnh, vì các tướng luôn có cơ chế khắc chế nhau, chỉ là sớm và muộn. Game MOBA là game đồng đội, chỉ cần đồng đội phối hợp tốt thì có thể phá tan mọi meta game. Trên đây là top 5 tướng xạ thủ mùa năm đeo đanh siêu mạnh. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi S gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.